vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng, bà Phương Hằng giàu cỡ nào, hậu huy động 180 tỷ đồng trái phiếu. Vì Anh tự tin trở lại showbiz hậu ồn nào, quyết tâm xóa bỏ danh hiệu ca sĩ một bản hit. Việt Hương lập bàn thờ phi nhung, tôi đi qua đi lại chào một tiếng, có gì cũng đó. Hồ Văn Cường nhận tin vui tới thấp, sự chuỗi dậy mạnh mẽ sau khi rời nhà mẹ phi nhung. Tuổi 76 của bác Ba Phi, đất phương Nam, thiêu hát trong căn nhà trọ 10 mét vuông, không muốn phiền ai. Quý vị đang đến với bản tin chuyện showbiz trên kênh tin thức Việt. Ngay sau đây mời quý vị cập nhật những thông tin mới nhất về những drama ồn ào trong giới giải trí Việt. Để đầu tư nhà xưởng cho thuê thuộc khu công nghiệp Sóng Thần 3 ở Bình Dương, vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng, bà Nguyễn Phương Hằng mới đây đã huy động 180 tỷ đồng trái phiếu. Hôm 30 tháng 11, theo công bố của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), công ty cổ phần Đại Nam của ông Huỳnh Uy Dũng, ông Dũng là vôi, vừa mới phát hành trái phiếu riêng lẻ để huy động 180 tỷ đồng. Mục đích của việc này là có tiền đầu tư nhà xưởng cho thuê thuộc khu công nghiệp Sóng Thần 3, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Động thái từ vợ chồng ông Dũng Lò Vôi, bà Phương Hằng diễn ra trong thời điểm bối cảnh kinh doanh của công ty kém, doanh nghiệp rơi vào cảnh âm vốn chủ. Tuy nhiên điều này vẫn không làm ảnh hưởng đến quá trình huy động trái phiếu của ông bà chủ Đại Nam. Được biết, công ty cổ phần Đại Nam, tiền thân là công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp Thành Lễ, thành lập vào năm 1996, có trụ sở chính ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Sau 25 năm hoạt động, công ty của ông Dũng Lò Vôi đã đăng ký 127 ngành nghề kinh doanh trong đó nổi bật có kinh doanh địa ốc, nhà xưởng, đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu dân cư là chủ yếu. Tháng 5 năm 2020, ông Huỳnh Uy Dũng thông báo rời thương trường để tập trung cho việc thiện nguyện. Ông trao lại quyền cao nhất cho bà xã Phương Hằng. Tuy nhiên trên cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp thì đến tháng 2 năm 2021, ông Dũng vẫn là người giữ quyền cao nhất, là chủ tịch kiêm tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật của công ty cổ phần Đại Nam. Hiện ông Dũng đang nắm khoảng 99,92% vốn của Đại Nam. Được biết, gia tài của vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng và bà Phương Hằng, ngoài công ty cổ phần Đại Nam, còn có khu du lịch Đại Nam rộng trên 450 ha và là chủ đầu tư các khu công nghiệp gồm Bình Đường, Sóng Thần 1, 2 và 3 tại tỉnh Bình Dương. Trong đó, khu công nghiệp Sóng Thần 1 có diện tích 178 ha, hoàn thành năm 1995 với tổng vốn đầu tư 245 tỷ. Khu công nghiệp Sóng Thần 2 có diện tích 313 ha, tổng vốn đầu tư 423 tỷ đồng đang đạt tỷ lệ lấp đầy cho thuê lên đến 96,5%. Khu công nghiệp Sóng Thần 3 rộng 534 hecta, tổng vốn đầu tư 936 tỷ, tỷ lệ lấp đầy 67%. Đại Nam đang quản lý vận hành hai khu công nghiệp Sóng Thần 2 và 3. Tuy nhiên, tình hình kinh doanh của Đại Nam giai đoạn 2016 đến 2020 đều thua lỗ. Ngoài Đại Nam, vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng và bà Phương Hằng còn sở hữu một hệ sinh thái các công ty bất động sản, xây dựng và dịch vụ khác nhau như công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và xây dựng Đại Nam, xây dựng Đại Nam. Công ty trách nhiệm hữu hạn Du lịch Đại Nam Thần Tiên, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Gia Tân Định và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tân Khải. Sau khi sinh xong con thứ ba, ca sĩ Vi Anh đã nhanh chóng trở lại về công việc. Khán giả tự hào về một sự cố gắng. Thời gian qua, ca sĩ Vi Anh liên tục vướng phải ồn ào trên mạng xã hội với bà Phương Hằng. Đỉnh điểm nữ ca sĩ đã phải nhớ đến pháp luật can thiệp để đòi lại danh dự cho mình. Cũng trong giai đoạn này, giọng ca đồng xanh sinh con thứ ba cho ông xã đại gia dù rất bận rộn nhiều việc nhưng mỗi khi xuất hiện, Vi Anh vẫn khiến dân tình phải trầm trồ. Mới đây sau 5 tháng sinh con, Vi Anh đã tự tin trở lại với đồng đua âm nhạc khi gấp rút ra mắt MV mới. Song điều khiến khán giả ngỡ ngàng hơn là khả năng lấy lại vóc dáng của bà mẹ ba con để ấn tượng. Trong bộ ảnh mới nhất, nữ ca sĩ diện áo dài khoe đường cong đẹp dù sinh nở chưa lâu. Như biết, sau khi sinh xong, ca sĩ Viu Anh đã giảm được 20kg để đưa thân hình về trạng thái gần như ban đầu. Đây cũng là thành tích đáng ngưỡng mộ cho thấy quyết tâm lớn của bà mẹ ba con khi tái xuất showbiz. Bí quyết giảm cân của Viu Anh là tập gym, ăn theo chế độ. Với sự quyết tâm này, khán giả đặt nhiều kỳ vọng Viu Anh sẽ có thêm những sản phẩm chất lượng để chiêu đãi khán giả sau thời gian lui về với vai trò làm mẹ, làm vợ. Nhiều lần comeback này thành công, thậm chí nữ ca sĩ còn xé mác thành công danh hiệu ca sĩ một bản hit năm nào. Chia sẻ về các dự định sắp tới, Vi Anh cho biết cô khá bận vì phải chăm sóc ba con lại vừa làm ăn kinh doanh. Tuy nhiên xuất thân là một ca sĩ nên cô vẫn cố gắng duy trì đam mê âm nhạc. Giọng ca đồng xanh mong muốn cuộc sống của bản thân sẽ nhiều màu sắc, được thử thách với các vai trò khác nhau. Bàn thờ Phi Nhung lúc nào cũng có hoa tươi, có bưởi, lâu lâu còn có khoai lang, Việt Hương nói. Mới đây, nghệ sĩ Việt Hương đã live stream quay lại cảnh cô ở hậu trường một vở kịch để hóa trang trước khi diễn. Việt Hương đang live stream thì có một anti-fan vào hỏi, chị ơi sao kê đi? Ngay lập tức, Việt Hương đáp trả Antifan một cách khá gắt. Cô nói, bạn có não thì phải biết suy nghĩ, tôi tự bỏ tiền ra làm từ thiện, chẳng cần phải sao kê cho ai hết. Tiền của tôi, tôi muốn làm gì thì làm, tôi dặn bạn luôn, về hỏi gia đình bạn, xóm nhà bạn xem có từng ăn gạo, ăn mì của tôi không. Với lại, sống ở đời này, phải biết điều, bất cứ ai cho tôi cái gì để làm từ thiện, tôi cũng đều livestream thông báo và đền đáp lại họ bằng cách mua nước mắm, nước tương để phát cho mọi người. Bạn dành thì coi lại livestream của tôi đi. Bạn nên biết dùng não để suy nghĩ và sống sao cho đẹp, sống cho vui, nhiều năng lượng lên. Tiếp đó, Việt Hương giới thiệu với khán giả bàn thờ của ca sĩ Phi Nhung trong hậu trường sân khấu. Cô nói, chúng tôi trân trọng để bàn thờ Phi Nhung ở một góc sân khấu ngay kế bên bàn thờ tổ. Ngày nào đi qua đi lại cũng chào Phi Nhung một tiếng, kiểu Nhung ơi tôi đến rồi, Nhung ơi tôi về nhé. Phi Nhung ngồi ở đây để lúc nào cũng nhìn thấy anh chị em nghệ sĩ không bị cô đơn. Bàn thờ Phi Nhung lúc nào cũng có hoa tươi, có bưởi, lâu lâu còn có khoai lang nói chung chúng tôi đi làm có ngô khoai chuối hay hoa quả gì cũng để lên bàn thờ cho phi nhung cùng ăn nói rồi việt hương lên tiếng nhắc đàn em lấy một chiếc đĩa đặt củ khoai lang cô vừa mua lên bàn thờ cho phi nhung sau đó cô chia sẻ nói là một cái là có khoai lang cho phi nhung liền khoai còn nóng hổi luôn ở đây chúng tôi rất đơn giản có gì cũng đó không phải câu nệ vui lắm mọi người cứ yên tâm rằng chúng tôi vẫn chăm sóc quan tâm đến phi nhung không để nhung buồn không chỉ tôi mà mấy đứa diễn viên trẻ cũng đều mua đồ lên cúng phi nhung và chia phần đàng hoàng chẳng hạn hôm nay chúng tôi mua hai củ khoai lang trắng cho việt hương còn ba củ khoai tím cho phi nhung tôi cầm bóc sẵn khoai cho phi nhung cũng xong thì các anh chị em đều ăn chứ không phải đổ đi mấy đứa trẻ cũng giống tôi đi qua đi lại đều chào phi nhung một tiếng giống như phi nhung còn ở đây có gì vui vui tôi cũng kể ra với phi nhung lên sân khấu tôi có gì nguy hiểm tôi lại ra khấn phi nhung Trước đây tôi hay khấn anh Lê Công Tuấn Anh, sau này tôi khấn anh Trí Tài và giờ là khấn Phi Nhung. Các fan của Phi Nhung cứ yên tâm rằng Phi Nhung luôn được quan tâm, chăm sóc. Tiếp đó, Việt Hương giới thiệu thêm cảnh hậu trường vở kịch cô đang giàn dựng để chuẩn bị quay lên sóng cho khán giả xem. Các nghệ sĩ trong hậu trường tỏ ra khá vui vẻ, đoàn kết cùng nhau. Hồ Văn Cường nhận được tin vui tới tấp khi tiếp tục được mời tham gia một show diễn vào cuối tháng 12 này, cho thấy sức hút và sự trỗi dậy của nam ca sĩ sau khi rời khỏi nhà mẹ nuôi Phi Nhung. Mới đây, FC của Hồ Văn Cường vui mừng thông báo, nam ca sĩ đã được mời tham gia một show diễn có quy mô tại Hà Nội vào cuối tháng 12 này. Fan của Hồ Văn Cường háo hức chờ đợi sự quay lại của nam ca sĩ sau thời gian vắng bóng. Có thể thấy, sau ồn ào về ekip của mẹ nuôi Phi Nhung, Hồ Văn Cường đã ngày càng có sức hút với các bầu sầu. Trước đó, Hồ Văn Cường gây xôn xao khi chính thức tham gia đêm nhạc đình đám ngày 22 tháng 1 tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây, khi Hồ Văn Cường chịu sức ép từ phía ekip của mẹ nuôi, buộc phải rời đi và cắt đứt mọi mối quan hệ hỗ trợ nhiều người cảm thấy lo lắng cho tương lai của nam ca sĩ khi không còn mẹ nuôi bên cạnh suốt hơn 3 tháng ồn ào hồ văn cường chọn cách im lặng và đóng băng mọi hoạt động hóa ra trong thời gian đó con nuôi của ca sĩ phi nhung đã âm thầm rèn luyện bản thân và tìm cho mình được ekip mới cũng như sự hỗ trợ từ nhiều phía dọn đường cho sự tái xuất phía hồ văn cường đã tung ra loạt ảnh thân thái để ngầm cập nhật tình hình của nam ca sĩ vẫn ổn tới người hâm mộ sau đó phía hồ văn cường cũng thông báo lịch trình quay trở lại của hồ văn cường trong thời gian sắp tới đối mặt với ồn ào lớn khi tuổi còn trẻ, kinh nghiệm chưa có nhiều, Hồ Văn Cường chỉ chọn cách im lặng. Sự im lặng của Hồ Văn Cường là đúng đắn khi nam ca sĩ đang có quá nhiều thế lực bổ vây xéo gọi. Trước đây Hồ Văn Cường là người con trai mà cố ca sĩ Phi Nhung yêu thương và hết lòng tạo điều kiện, vừa lo cho đi học vừa tìm hiểu sổ diễn. Nay khi giọng ca bông điền điền đã ra đi mãi mãi, Hồ Văn Cường phải tìm cho mình một ngôi nhà mới, có chỗ đứng mới trên con đường nghệ thuật. Tóc ba phi đất phương Nam, ai nấy cũng thấy quen đó là nghệ sĩ mà Can cuộc sống ở tuổi xế chiều của ông khiến nhiều người bất ngờ. Dù có con cháu nhưng ông không muốn phiền ai. Nghệ sĩ Mạc Can, sự đa tài của người đàn ông hóm hình. Nghệ sĩ Mạc Can tên thật là Lê Trung Can, sinh năm 1945 tại Tiền Giang. Theo lời mẹ kể, ông được sinh ra trong một đêm mưa trên chiếc ghế hát xiếc nhỏ của cha ông, được biết đến với nghệ danh là Sạc Lô Trần. Sinh ra trong một gia đình có cha đam mê nghệ thuật sân khấu, mẹ là người gốc miến điện Lai Hoa nên ông cũng có năng khiếu từ nhỏ. Lên 8 tuổi, cha ông dạy cho ông những tiếp mục ảo thuật đầu tiên. Không biết năng khiếu có bẩm sinh hay không, nhưng mỗi lần gây tấp vào làng, anh được gọi là thằng hề con. Suốt thời thơ ấu của mình, ông cùng với một số người anh trai và một cô em gái xong rồi ngược xuôi sông nước lưu diễn từ miền Tây sang miền Đông Nam Bộ, biểu diễn siếc, bán thuốc rán và làm ảo thuật. Đến năm 12 đến 13 tuổi mới bắt đầu học chữ, chứ cũng không biết học đến lớp mấy. Sau năm 1975, ông bắt đầu mới được đóng phim vai diễn đầu tiên trong bộ phim Bài ca đâu chỉ là nốt nhạc, sau đó đóng tiếp vai tiền cướp trong bộ phim Ông hài cũ. Sau đó ông Mạc Can bắt đầu diễn xuất cho các phim hài, phim quảng cáo. Nói về sự nghiệp của Mạc Can, có thể nói ông rất đa dạng về nghề nghiệp. Ông từng tham gia rất nhiều lĩnh vực, viết văn, đóng phim, biên kịch, làm ảo thuật, diễn hài. Mạc Can cũng viết rất nhiều sách như Ba ngàn lẻ một đêm, Quỷ với bụt và thần chết, Tấm ván phóng dạo. Những bộ phim ông từng tham gia là Ván bài lật ngửa, Người đẹp Tây đô, Đất khách, Cổ tích Việt Nam, dưới cờ đại nghĩa, võ ngựa trời Nam. Năm 1997, ông ghi dấu với vai Bắc Ba Phi trong phim truyền hình Đất Phương Nam. Nhờ sự đóng góp hết mình cho sự nghiệp, năm 2005, nghệ sĩ Mạc Can đã nhận được giải A cuộc thi tiểu thuyết của Hội Nhà văn Việt Nam cuốn tấm ván phóng rào. Nghệ sĩ Mạc Can, tinh thần lạc quan vui vẻ và cuộc sống trong căn nhà trọ 10 mét vuông Nghệ sĩ Mạc Can trước khi đổ bệnh, ông vẫn viết sách, viết báo, thậm chí là tham gia phim ảnh để kiếm sống tự lo cho mình. Nhưng thời gian qua, ông đổ nhiều bệnh và phải ngồi xe lăn. May mắn nghệ sĩ Mạc Can có vợ là bà Dương Thị Mai chăm sóc. Bà Mai kể, nhà có con trai con gái đủ cả, nhưng con trai đã mất, cũng ở với con dâu được. Tuy nhiên vì ông ấy, nghệ sĩ Mạc Can ngồi xe lăn nên đi lại khó khăn, không thể leo tầng. Vì thế bà quyết định đi thuê nhà trọ có diện tích 15m vuông. Bà Mai cũng kể, sức khỏe của ông giờ đau ốm không làm được gì, ngày nào cũng phải uống thuốc nên ra tốn kém. Dù cuộc sống khó khăn là vậy, nhưng ông bà vẫn cùng nhau vượt qua khó khăn. Tinh thần của nghệ sĩ Mạc Can vẫn cực kỳ thoải mái. Ở đâu cũng được miễn là vui vẻ. Cuộc sống của tôi như thế này là thoải mái rồi. Tôi không muốn phiền đến ai. Ông còn bảo đi thuê nhà cũng được, không thích ở thì lại chuyển chỗ khác, thay đổi cho mới. Dù ông lạc quan là vậy, nhưng thực tế, nghệ sĩ Mạc Quan sống trong những ngày tháng bệnh tật bám giết. Ông phải đối chọn với căn bệnh xuất huyết dạ dày hành hạ. Thời điểm con tự đi lại được thì ông tự chăm sóc mình, nhưng hiện tại ông phụ thuộc vào bà Mai mọi thứ biết được hoàn cảnh gia đình ông, nhiều người nổi tiếng phía Nam cũng quyên góp giúp đỡ nam nghệ sĩ gạo cội. Tháng 9 năm 2020, sau khi hình ảnh nghệ sĩ gạo cội Mạc Can nhập viện vì bệnh viêm loét dạ dày lan truyền trên mạng xã hội, có không ít nghệ sĩ đã đến thăm hỏi, hỗ trợ phần nào cho chi phí điều trị cũng như giúp nam diễn viên kỳ cựu trang trải cuộc sống. MC Trấn Thành cũng đích thân tìm đến nhà trọ của nghệ sĩ Mạc Can để động viên thăm hỏi tình hình. Nam MC còn tận tay gửi tặng 150 triệu đồng cho nghệ sĩ Mạc Can trong buổi gặp gỡ, Trấn Thành, nghệ sĩ Mạc Can còn tỏ ra lạc quan, vui vẻ, gây xúc động với nhiều khán giả. Hai nhóm của diễn viên Phi Phụng đã gửi một ít tiền hỗ trợ ông chi phí ăn uống và thuốc men. Cô chia sẻ với phóng viên, số tiền này tôi và nhóm quyên góp được cũng như kiếm được qua YouTube của các thành viên. Quý vị đang theo dõi tin tức trên kênh Tin Tức Việt. Nếu thấy bản tin hay hoặc có những lời góp ý cho kênh, mong quý vị đừng ngần ngại thể hiện qua phần bình luận. Cảm ơn quý vị và ngay sau đây sẽ là những nội dung đáng chú ý khác.